bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Ngày hôm nay thì thầy xuất hiện trên sân, nó cũng như là một món quà để dành tặng đến với đội hai bóng FC Sài Đắm cũng như là như thường. Một trận derby của V-Ship, và hy vọng là các vị khán giả, các cầu thủ, các anh em ở ngoài sân và cùng tương tác ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ cho trận đấu này. Đây là Xuân Triều, rất nguy hiểm, một pha đánh gót đến từ Thắng Bót. Một tình huống giật tà lồng tương đối bất ngờ. Rất may là thủ thành Lê Anh Sơn bên phía cao thủ FC Như Thường đã có một tình huống cản phá xuất sắc. Và phối hợp có nét đầu tiên của đội bóng chủ nhà. Rất khỏe, vẫn là rất khỏe, không vào. Pha đi bóng rất hay vừa rồi đến từ tiền đạo của cao thủ FC Như Thường. Lam Ba Lê, Nam Lê Ba là người đã có tình huống dứt điểm bằng chân trái và bóng đã đi ra ngoài. Những dứt điểm cắt ngang khung thành của thủ môn Hoàng Trường. Nam Lê Ba quá hay, cơ hội dành cho Sai Đắm, không vào. Tình huống đáng chú ý đầu tiên đến từ đội bóng FC Sai Đắm, đội bóng chủ nhà. Pha dứt điểm, một pha vuốt bóng đến từ Thành Hoàng và chỉ có may mắn mới giúp cho các cầu thủ của FC Như Thường không phải nhận bàn thua. Pha chuyền mất bóng rất nguy hiểm, Thắng Bót cơ hội, Thế Hoàng rất nguy hiểm. Vừa rồi thì thủ thành Lê Anh Sơn của FC Như Thường đã phải trổ tài cứu thua. Pha bóng dứt điểm duy đầu tiên, đây là cơ hội, không vào. Pha phối hợp tam giác quá hay, nhưng phải phối hợp một chạm quá tinh tế đến từ FC Như Thường. Hai hành lang cánh của các cầu thủ bên phía Sai Đắm gần như là bị đứng chôn chân. Tiến Phu vừa có một pha bóng phối hợp với Xuân Thủy và tạo ra những tình huống ăn miếng trả miếng liên tiếp đến từ cả hai đội bóng. Rồi đây rồi, đối mặt đánh nhau và tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì pha phối hợp đến từ cặp tiền đạo của đội bóng FC Như Thường đã phát huy tác dụng. Xuân Thủy là người đã kiến tạo và vừa rồi thì Lam Lê Ba là người đã kiến tạo cho Xuân Thủy ghi bàn. Một món quà, một món quà của Lam Lê Ba dành cho Xuân Thủy, 1-0. Bây giờ thì Quý Neymar mới được tung vào sân. Thủ môn Hoàng Trường đã phải lao ra rất nhanh. Tiếp tục là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ bên phía FC. Bóng tìm tới xà ngang, dứt điểm tiến hai, không vào, vẫn không vào. Khán đài trên sân vận động Nước Móng ngày hôm nay đã dậy sóng bởi những pha dứt điểm liên tiếp của FC Như Thường. Những pha tấn công và dứt điểm như vu báo, nhưng điều quan trọng nó không gây thiệt hại về người và của cho FC Sai Đắm. Nam Lê Ba rất khỏe, Tiến Phủ. Trong khoảng 5 phút đã qua của trận đấu này thì tỷ lệ kiểm soát bóng đến từ FC Sai Đắm đang vượt trội so với các cầu thủ FC Như Thường, nhưng đó không phải là vấn đề. Một pha trích mũi không thành công đến từ tiền đạo Xuân Thủy. Khả năng đi bóng và khoan phá hàng phòng ngự của Thắng Bót. Pha phối hợp với Quý Neymar. Rồi, không vào. Ở hành lang theo hướng tấn công cánh phải của đội bóng FC Sai Đắm. Rất nguy hiểm và như có vẻ như bàn thắng đã đến với tình huống xử lý bóng lập bập vừa rồi. Tỷ số là 1-1. Ngày phút thứ hai của hiệp đấu thứ hai thì FC Sai Đắm đã có được bàn gỡ. Sự thay đổi về mặt con người của FC Sai Đắm đã phải tác dụng. Có lẽ bàn thắng vừa rồi được tính cho Quý Neymar. Kaka để mất bóng. 10 Kaka. Cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía FC Sai Đắm. Đây rồi, không vào. Pha bỏ lỡ không tưởng đến từ Quý Neymar. Thừa khoảng trống, thừa cơ hội
thừa thời gian để Quinema có thể làm tốt hơn nhiệm vụ của mình ở thứ vừa rồi. Không có bàn thắng. Quyết định dứt điểm ngay. Suýt chút nữa nó đã mang về bàn thắng. Nếu như bóng đi vào lưới thì bàn thắng thứ hai đã đến với FC Say Đắm rồi. Tỷ số thì đang là 1-1. Xuân Triều cướp bóng 3-1, cơ hội Quý Neymar không thể chiến thắng được thủ thành Trình Tuấn. Câu trả lời đến từ FC Như Thường rất yếu ớt, lại tiếp tục 3-2. Xuân Triều, Quý Neymar phá đi bóng không thành công của Quý Neymar. Xuân Triều, cơ hội không vào. Nguyên Tây là người đã dứt điểm ra ngoài. Cơ hội không thể tốt hơn để cho các cầu thủ FC Say Đắm có thể bàn thắng. Hết Quý Neymar thì vừa rồi là đến lượt Nguyên Tây bỏ lỡ. Những pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Rất nguy hiểm, cơ hội không vào. Quá đáng tiếc dành cho Tiến Phủ. Phá bóng mà Tiến Phủ đã dứt điểm nhưng lại dính bóng. Nhân Trí để mất bóng đối mặt. Cơ hội không vào, không có bàn thắng dành cho Say Đắm. Tiến Phủ, vẫn là Tiến Phủ. Mất bóng rất nguy hiểm. Không vào. Rất đáng tiếc dành cho Say Đắm. Quý Neymar đã có một tình huống kiến tạo dành cho Xuân Triều. Vẫn là Xuân Triều. Tất cả chỉ mang về một bóng phạt góc thôi. Sự tiếc nuối đến từ các khán giả của FC Say Đắm bên ngoài sân. Một hiệp 2 hoàn toàn khác. FC Say Đắm đang lột xác với những cầu thủ mới của mình. Nguyên Tây, An Lùn, cơ hội. Cơ hội phản công dành cho các thủ FC bên phía Như Thường, Đoàn Dự. Cơ hội đây rồi, không vào. Lăng ba di bộ của Đoàn Dự chỉ có thể chiến thắng được thủ thành Hoàng Trưởng, nhưng không thể chiến thắng được pha truy cản vừa rồi. Một pha cứu thua ngay trên vạch vôi đến từ Thế Lọ, rất xuất sắc. Cơ hội không vào. Một pha che chắn và quay người dứt điểm rất nhanh đến từ Lam Lê Bà. Không vào. Pha cứu thua rất hay đến từ thủ thành Hoàng Trượng, rất đẳng cấp. Một pha dứt điểm bằng mũi giày rất khó đến từ cầu thủ tiền đạo Lam Lê Bà. Thành Hoàng phối hợp với Xuân Triều. Ôi, vẫn không vào. Vẫn không thể chiến thắng được thủ thành Trình Tuấn. Thế Lọ là người đã dứt điểm nhưng không có bàn thắng thứ hai. Đây rồi, pha cứu thua không tưởng đến từ Trình Tuấn. Hiệp 2 có lẽ là hiệp đấu của những thủ môn và những pha bỏ lỡ mà hiếm khi người ta được chứng kiến trên sân bóng. Hiệp đấu của những thủ môn. Xuân Thủy, vẫn là Xuân Thủy. Pha chuyền bóng khó của Xuân Thủy. Bóng đã chạm tay. Đây là Xuân Triều. Và đó là bàn thắng thứ hai, 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía FC Say Đắm. Một màn lội ngược dòng cho trận siêu kinh điển El Clasico của bóng đá V-Ship. Một tình huống đá phạt rất tinh quái. Người dứt điểm và ghi bàn chính là Nguyên Tây. Tỷ số là 2-1. Ngay sau khi Tiến Phủ rời sân thì đánh đầu. Và đó là bàn thắng thứ 3. Cũng có thể là dấu chấm hết cho trận đấu derby của V-Ship ngày hôm nay. Trận siêu kinh điển. 2 phút bù giờ trận đấu thứ 2. Cuối cùng thì Thành Hoàng cũng đã mở điểm và mở tài khoản ngày hôm nay 3-1. Một tình huống đánh đầu. Trình Tuấn đã không thể cứu thua.
Một pha bóng lao ra hơi chậm của Trình Tuấn. Không được. Cơ hội. Không vào. Vẫn là sự vô duyên đến từ Nam Lê Ba. Vẫn là một sự vô duyên. Quá nguy hiểm, không vào. Người bác của tiền thủ quốc gia Việt Nam Công Phượng đã nhìn đồng hồ. Người thầy của Hùng Dũng và Duy Mạnh đã nổi còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng như thường và FC Say Đắm. Trận El Clasico của khu vực V-Ship Tiền Du Bắc Ninh đã có kết quả 3-1. Say Đắm là đội bóng đã có được chiến thắng sau một màn lội ngược dòng thành công.